Người khi mà quyết định trở thành một digital marketing thì sẽ cần có những tố chất nào? Thật ra mình thấy đây là ba cái tố chất, bên cạnh bạn tốt nghiệp trường đại học rồi bạn thích và đam mê với cái nghề đó ha, thì mọi người cũng phải nhìn nhận là và để mà củng cố đi được với cái nghề này lâu á thì mọi người phải trang bị cho mình ba cái tố chất rất là quan trọng luôn, đó là về mặt marketing sale. Thì nói nôm na là cái việc mình chạy quảng cáo là gì ạ? Là mình đang làm truyền thông đến những cái đối tượng khách hàng. Vậy thì nếu mà mình chỉ có chăm chăm vào câu chuyện là bây giờ làm sao chạy được quảng cáo chi phí rẻ hơn, CA tức là tỷ lệ chuyển đổi cao hơn, CTA ví dụ như là tỷ lệ click vào cái quảng cáo đó cao hơn, nhưng mà mọi người chỉ chăm chăm vào các con số thôi, mọi người quên mất là mình đang truyền thông là mình truyền thông gì ạ? Mình đang truyền thông những cái hay cái đẹp của cái sản phẩm đó đến đúng user đang cần cái sản phẩm, đúng không? Đó, và mình không tập trung vào những câu chuyện đó thì mọi người chỉ có làm nhiều câu chuyện, ví dụ như chị làm được những câu chuyện sau đây thôi, làm sao tung ra những cái promotion thấp nhất, hời nhất, cạnh tranh nhất so với đối thủ. Cái thứ hai nữa là làm sao để mà cho user đó thấy quảng cáo đến khi mà họ mua hàng thì thôi, và làm sao mà mọi người chỉ có chạy cho CA một lúc một cao đúng với plan rồi ít chạy lại để mà bảo đảm được cái cost per unit, tức là cost per KPI ha, tức là chi phí để đạt được một cái lượt mua hàng đó một lúc rẻ đó. Mọi người chỉ có chăm chăm vào đó thôi, nhưng mà mọi người quên mất là cái chữ B rất quan trọng trong marketing, đó là ROAS ha. ROAS mà không không ngon, không có những cái function độc đáo thì mọi người cứ chạy quảng cáo đi, mọi người sẽ thấy là sẽ rất là khó bán. Mình cũng đã chạy qua những cái product chưa được thành hình của startup, nhưng mà họ có những cái unit selling point rất là độc đáo trong sản phẩm thì bán hàng được một thời gian thôi, nhưng mà đến một thời ví dụ như trong 2 tháng đầu khi mà lên trên sản phẩm đó bán rất ok, tại vì họ mua bởi vì sản phẩm đó có một cái unit selling point nào đó. Nhưng mà về lâu về dài á, làm sao để mà mình không chạy quảng cáo nữa, ví dụ như không chạy quảng cáo nữa thì nó vẫn ra đơn, thì câu chuyện đó là gì ạ? Câu chuyện mọi người phải cho nó một cái character, một cái định vị thương hiệu cho cái sản phẩm đó đó, chứ không phải là chỉ chạy quảng cáo không nữa và tập trung tối ưu các con số nữa. Và cái thứ hai nữa là ở trong marketing sale đó, mọi người sẽ biết được là không phải là cứ chạy tập trung chuyển đổi là ok, nó còn là những cái touchpoint, ví dụ như các điểm chạm về mặt truyền thông, từ câu chuyện là nội dung quảng cáo đó cho tới cái trang mua mua hàng, hay là tới cái phòng tới cái trung tâm đó để đăng ký khám bệnh hay là làm spa đi, thì nó có nguyên một cái journey, nó có luôn cả một cái về mặt truyền thông, về mặt marketing funnel. Mọi người không không nhất thiết là phải chạy chuyển đổi quá nhiều, mà mọi người làm sao mà chạy có một cách chiến lược nhất thì sẽ cần có một marketing sale đầy đủ ha. Thì đó là nội dung của trong buổi một luôn. Và cái quan trọng hơn á, là mọi người sẽ hay bị chú trọng vào channel understanding, tức là mình thấy khi mà mình quản lý qua nhiều bạn trong team á, thì có một số bạn thể hiện ra rất rõ luôn, tôi chỉ thích chạy Facebook thôi, tôi chỉ thích chạy TikTok thôi. Trong một khoảng thời gian chạy 2 đến 1 đến 2 năm đi, thì các bạn ấy không muốn chạy các kênh khác, ví dụ như AdSense hay là Google, hay là những cái dạng chiến dịch mà về và tải app đi, thì các bạn chỉ bị tích vô là tôi thích chạy kênh này thôi, và mọi người chỉ hiểu đúng một kênh đó thôi đó. Nhưng mà về mặt marketing sale đó, đôi lúc mọi người muốn chạy cái KPI này thì không nhất thiết là cứ phải chạy Facebook. Ví dụ như mình nói là bây giờ muốn mua bức muốn có được một cái booking, một cái lịch đặt hẹn một người đến tham quan cái căn hộ đó, hoặc là nhận một cái tài liệu về cái căn hộ đó đi, thì chạy Facebook nó cũng là một channel đúng không? Nhưng mà mọi người sẽ thinh được là cái tỷ lệ mà người có thể để lại thông tin cao nhất là cái nào, là kênh search đúng không ạ? Đó, thì cái việc mà mình thấu hiểu được các kênh nó sẽ phù hợp với những cái dạng product hoặc là những cái dạng dịch vụ nào thì nó cũng rất là quan trọng ha. Rồi, cái thứ năm nữa là về audience understanding. Rồi, vậy thì cái phẩm chất cái tố chất thứ hai là gì? Đó là về mặt technical skill. Technical skill á, thật ra là mọi người thấy là những người mọi người có hay bị lầm tưởng là những người logic thì mới thích làm những cái vấn đề liên quan về technical đúng không? Thật ra cái đó là một trong những đó là một trong những cái đức tính mà có thể giúp cho mọi người
trang bị được cái technical skill một cách mượt mà nhất và có thể sống sót được với nó. Chứ còn thực ra nó không phải là một trong những cái yếu tố then chốt mà mọi người có technical skill hay không. Thực ra khi mà chạy digital hay là chạy làm digital thì mọi người sẽ biết là cái công việc hàng ngày nhất của mình đó là gì, đó là optimize tối ưu chi phí, tối ưu từng các chỉ số utility nhỏ nhỏ luôn. Rồi cái việc quan trọng thứ hai mà trong technical skill phải có được đó là việc tracking event. Thì tracking event nói nôm na như thế nào cho mọi người dễ hiểu ha. Rồi mình nói ví dụ như trang web này đi, rồi đây là trang web của routine đúng không? Vậy thì làm sao mọi người biết được là mọi người chạy chuyển đổi trên Facebook, làm sao mọi người biết được là user này vào trong website có mua hàng hay không? Mọi người có bây giờ tự hỏi câu đó không? À, thì đối với cái việc mà làm sao đo lường được á, thì mới để mà đo lường á, thì mọi người phải tracking được. Thì tracking ở đây ví dụ như là cuối cái hành trình mua hàng này, cuối cái hành trình mua hàng này là gì ạ? Là cái trang mua hàng này đúng không? Có cái chữ thanh toán nè. Đó, thì mọi người... Rồi. Để mình share cho mọi người một cái màn hình rộng hơn. Ở đây ha, mọi người sẽ thấy nè, cái việc tracking event nó sẽ như thế nào. Ví dụ như để mọi người biết được là cái khách hàng này có mua, có đặt hàng hay không, thì nó sẽ có một cái công cụ tên là Pixel. Pixel nói nôm na nó là một trong những cái công cụ giúp cho mọi người tracking được cái event của người dùng đang đến được cái bước nào trong website. Ví dụ như mọi người có thể để ý ở đây ha, đây cái phần này đó là check out, tức là đây mọi người có thể thấy tương thích với lại cái website không, là cái user này đang tới được cái bước check out rồi và Facebook đang ghi nhận được là cái user này thấy ad và đang đi tới được bước check out. Thật ra mình không dám nhấn, tại vì nhấn ở đây khi mà thanh toán thành công xong luôn á thì là mọi người sẽ biết rồi ha, đơn hàng sẽ về đó. Thì lúc đó cái trang website này nó sẽ hiện ra cái câu chuyện là mua hàng thành công. Thì bên này nó sẽ xuất hiện ra những cái event nè, mọi người thấy không, event check out, tức là user này đã đi vào được cái trang check out này rồi đấy. Thì đó là đó là tại sao mà về mặt technical mọi người sẽ phải nắm. Rồi ok, mình sẽ quay lại. Rồi ok ha. Cái technical skill thứ ba nữa là về mặt reporting. Reporting này nó là đối với mình ha. Cái này ví dụ như mọi người có thể là optimize chưa tốt, tracking không biết làm luôn. Nhưng mà cái cơ bản nhất là làm sao để mọi người nói với sếp là tháng này em chạy quảng cáo tốt lắm, nói chuyện với khách hàng là cái quảng cáo này nó đang tại ở những cái yếu tố nào, đúng không? Thì các câu trả lời đó thì sẽ cần phải biết làm report ha. Rồi cái thứ tư, khi mà mọi người có thể làm tốt được các bước ở trên, nó ví dụ như là 1, 2, 3 đi, mọi người có thể define được issue ở trên technical web luôn. Rồi vậy thì technical web mà mọi người sẽ hay gặp ví dụ như là như thế nào, ví dụ như là một cái trang này đúng không? Rồi ví dụ ha. Rồi ví dụ như đây là một trang về xăm hình đi, tattoo đi, tattoo. Rồi ví dụ như là ở đây nó có một cái form này đúng không? Mọi người thấy là ví dụ như điền form rồi nhưng mà tại sao mình test thôi nha, để họ không gọi. Rồi ví dụ như đây submit xong, tự nhiên nó ủa sao nó không hiện ra một trang thank you bay đúng không? Đó thì mọi người cũng phải biết, nếu mà mọi người tracking được thì mọi người sẽ biết là cái nguyên lý của website này đáng ra khi mà đăng ký xong nó phải hiện ra một cái pop up đã đăng ký thành công, hay là website đi qua một cái trang thank you bay, ví dụ cảm ơn bạn đã đăng ký đúng không, tại sao cái web này không có. Thì đó là cái việc mà mọi người khi mà tracking được rồi á thì mọi người sẽ define ra được một số cái issue trên web luôn. Ví dụ như cái web này nó còn bị vấn đề về bảo mật nữa. Ví dụ như thường mọi người sẽ thấy những cái website như là HTTPS đúng không, tức là đã có bảo mật security rồi, nhưng mà website này không có luôn, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng khá nhiều vào câu chuyện về mặt trải nghiệm của người dùng ha. Rồi thường thì mình sẽ thấy là một số technical skill thì mọi người sẽ cần phải bổ sung thêm về câu chuyện SEO. Thật ra mọi người chỉ cần nắm được cái nguyên lý làm sao để tối ưu được cái SEO thôi.
Ví dụ như bây giờ đăng một cái video lên kênh YouTube, bài toán đặt ra là làm sao cái video đó được cắn đề xuất, đúng không? Cắn đề xuất của YouTube. Vậy thì tối ưu SEO là sao? Nôm na là mọi người sẽ cần phải đưa các keyword mà chắc chắn Google sẽ search về cái topic mà mọi người đang làm trong video đó, hoặc là cho bài viết đó, cho bài blog đó, đó chèn những keyword mà Google sẽ search và search vào. Rồi thì một số cái kiến thức về fundamental về SEO ha. Rồi cái thứ sáu sẽ là channel understanding. Thì có những cái channel understanding ở trong cái khía cạnh technical skill đó, tức là đặc thù của mỗi channel nó sẽ có những cái lỗi vớ va vớ vẩn gì đó mà ví dụ như khách hàng hay hỏi là ơ tại sao chạy rồi nhưng mà tới ngày campaign rồi mà chị chưa thấy ad nhà chị đó, thì mọi người cũng sẽ phải biết giải thích là tại sao cái ad này nó lại cắn tiền chậm, đúng không? Một khi mà nó chưa cắn tiền thì làm sao mà khách hàng hay là bản thân mình thấy được cái ad đó ở trên trên social feed, đúng không? Thì làm sao đó thì tại sao mà nó không cắn tiền, thì đó cũng là những cái mà channel understanding, hiểu được Facebook, hiểu được Google tại sao không cắn tiền đó. Mọi người set tiền set ad đúng hết nhưng mà đôi lúc tới những thời điểm mà nó không chạy ad luôn, nó không không cắn tiền luôn, thì phải check lại coi là tài khoản chạy quảng cáo đó của mọi người có vi phạm policy gì không, rồi có những cái sự cố nào mà mọi người chưa fix để xảy ra cái sự đó, kiểu kiểu vậy ha. Rồi cái tổ chức thứ ba đó là đưa ra quyết định dựa trên logic. Nó giống như câu chuyện là mọi người sau này khi mà bước vào làm digital hoặc là chạy quảng cáo đó, mọi người sẽ hay được nghe câu hỏi là ủa tại sao ngày hôm nay chị chạy quảng cáo mà chi phí 1 triệu đến 2 triệu rồi nhưng mà vẫn không ra được một khách hàng nào, không không có được đơn hàng nào, đúng không? Thì mọi người sẽ trả lời một cách rất là bâng quơ nếu mà không có logic như thế này. Ví dụ như là ừ để em check xíu nha chị, chắc là nội dung không hay rồi, sản phẩm chắc không ai mua á chị, đó. Nhưng mà đó là những cái câu trả lời là mọi người đưa ra thiên kiến thôi, tức là mọi người cảm thấy mình cũng thích rồi đất đó mặc dù mình đang chạy bán rồi đất đó luôn, nên là mình nghĩ là user khi mà mình targeting tới họ cũng mua đó. Nhưng mà đưa ra logic là sao? Mọi người sẽ dựa trên các metric, các KPI mà mọi người đang chạy thực tế so với plan là mọi người đang đạt được các chỉ số nào và các chỉ số nào đang bị ảnh hưởng khiến cho KPI tụt như thế đó và không ra số được luôn đó. Ví dụ như là mọi người chạy targeting vào những cái tệp ví dụ như 18-24, Gen Z có lối sống về electronic, thích tìm kiếm các sản phẩm công nghệ mới, trong khi mọi người đang bán iPhone, thì mọi người coi là cái tệp đó nó đang có vấn đề gì mà nó không mua sản phẩm. Rồi cái thứ hai nữa là mọi người sẽ cần phải biết phân tích được là cái nội dung mọi người đang chạy thì các yếu tố nào nó đang ảnh hưởng ở trên cái ad đó. Ví dụ như là cái dòng headline ở trên một cái ad nó đang chi phối cái quyết định mua hàng hay là không giúp cho khách, không thu hút được khách hàng ngay từ trong 3 đến 5 giây đầu khi mà họ thấy cái ad, hay là cái nội dung banner chưa được thiết kế đẹp thì nó cũng làm ảnh hưởng rất nhiều thứ. Thì mọi người cần phải phân tích ra rất nhiều cái yếu tố mà ảnh hưởng KPI. Thì nhưng mà xuyên suốt ở đây á, mọi người cần phải đưa ra các rationale, các lý do một cách rất là logic ha. Rồi cái thứ hai nữa là để mà trình bày những cái câu chuyện như mình nói á, không phải là ai cũng đều làm digital, không phải ai cũng chạy quảng cáo mà để có thể hiểu được, thì mọi người cần phải có một cái skill nữa đó là design được cái reporting và làm cái report nó không phải là quá nhiều trà, không phải quá nhiều bảng rồi đầy số vẽ hoa bướm phượng gì lên nó luôn rồi đọc không ai hiểu hết, thì mọi người cần phải có thêm một cái tích cực sau đó nữa, đó là phân tích các yếu tố một cách thành một câu chuyện. Cái thứ tư nữa là mọi người phải có tư duy phản biện, và quan trọng hơn hết là mình sẽ hay gặp là mà mọi người trình bày ra rất nhiều issue nhưng mà không có một cái hướng nào giải quyết cho khách hàng hết, hoặc là bản thân không giải quyết được cái vấn đề đó cho phía head of marketing hoặc là marketing manager, đúng không? Đó thì tóm lại ha, một người làm digital marketer thì cần phải có ba tố chất rất quan trọng, một là marketing sense, các kiến thức và các vấn đề xoay quanh câu chuyện marketing, cái thứ hai nữa là các vấn đề technical skill, rồi cái thứ ba nữa đó là việc đưa ra các quyết định của mình, ví dụ như tắt mở cái ad hay là mình muốn tối ưu cái gì đó ở trên cái quảng cáo, thì mình cũng phải rất là logic ha, chứ không phải là mình phỏng đoán ra, mình nghĩ nó là như thế thì nó không có một cái
luận cứ gì ở phía sau hết ha. Rồi thì nói nãy giờ thì khá là nhanh và cũng khá là nhiều thông tin, thì mọi người có những cái thông tin nào mà chưa hiểu cần cần hỏi lại mình hay không thì có thể tương tác với mình một xíu ha. Rồi, ok. Mình thấy không còn quá nhiều thời gian nữa thì mình sẽ đi qua hai phần cuối ha. Rồi, vậy thì mọi người đã biết rất rõ là một một bạn sẽ cần có ba tố chất này. Vậy thì ok, vậy thì tôi sẽ cần phải trang bị các tố chất này ở đâu? Thì khóa học này được thiết kế ra, mình sẽ giúp cho mọi người ở trong buổi đầu học về các các nội dung như là đi Digital Channel Approach, tức là cách mà mình sẽ tiếp cận các kênh channel đó, và Audience Understanding, các funnel về marketing rồi consumer journey. Thì mọi người sẽ trang bị được marketing sense một cách chuẩn chỉnh và tiêu chuẩn nhất ha. Rồi cái buổi thứ hai, buổi thứ ba thì mọi người sẽ đi sâu hơn vào câu chuyện là channel understanding. Thì channel understanding giúp cho mọi người trang bị được hai hai tố chất rất là quan trọng, đó là technical skill và đưa ra các quy định một cách logic, tại vì đặc thù của mỗi channel như mình nói ha, không phải channel nào cũng như channel nào. À, vấn đề technical của các channel nó cũng không giống nhau luôn. Rồi, cái buổi thứ tư là cái buổi mà mọi người sẽ trang bị một kiến thức khá là business một xíu, tức là bây giờ có thực mới dùng vực được đạo luôn. Ok, giờ làm sao trả lời được câu chuyện là chạy ad ra đơn, kiếm được doanh thu cho doanh nghiệp. Thì mọi người sẽ học thêm về các kiến thức về e-com nhưng mà một cách rất là basic để cho mọi người có thể làm một cái plan digital plan dành riêng cho e-com ha. Rồi thì ở trong cái bộ này thì mọi người sẽ trang bị được hai tố chất nữa, đó là về marketing sense và business acumen. Cái nữa là sẽ là thì làm plan các con số về mặt doanh thu, về mặt một đồng đầu tư có mang lại 4 đồng lời hay không, thì nó sẽ giúp cho mọi người thinking thêm một cái hướng là logic ha. Rồi.